Sông An Lạc xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có thể thấy trong xã hội hiện đại ngày nay, khi ra đường, bôi kem chống nắng gần như đã trở thành thủ tục bắt buộc với nhiều người, đặc biệt là vào mùa hè. Bởi ánh nắng mặt trời có chứa tia cực tím sẽ gây tác động rất xấu tới sức khỏe như làm đen sạm da, gây ung thư da. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã khẳng định rằng những nguy cơ bệnh tật do tia cực tím gây ra chỉ xuất hiện khi chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và thời gian nó đang gay gắt. Còn nếu như chúng ta tắm nắng đúng cách và thời điểm thích hợp, việc làm này sẽ giúp nhận về những lợi ích sức khỏe tuyệt vời, thậm chí còn giúp phòng ngừa ung thư và kéo dài tuổi thọ vô cùng vượt trội. Vậy hàng ngày, chúng ta cần phơi nắng như thế nào để nhận về những tác dụng kỳ diệu đó? Hãy cùng tìm hiểu trong 15 phút của chương trình ngày hôm nay quý vị nhé! Thưa quý vị, ngày càng có nhiều bằng chứng chứng minh rằng việc phơi nắng, tắm nắng hay vận động ngoài trời có thể mang lại tác dụng vô giá đối với sức khỏe, tránh ung thư, tăng tuổi thọ. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng lắng nghe các chuyên gia sức khỏe của Trung Quốc phân tích cụ thể hơn về tác dụng của ánh sáng mặt trời đối với việc ngăn ngừa ung thư và kéo dài tuổi thọ nhé! Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể ngăn ngừa ung thư vú. Một nghiên cứu mới được công bố tại Canada cho thấy rằng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mang lại lợi ích tuyệt vời cho phụ nữ. Các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm tất cả các bài báo có liên quan trong mục y tế, cơ sở dữ liệu tài liệu y tế và trang web khoa học, ước tính phân tích thời gian tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và cường độ tia cực tím. Họ phát hiện ra rằng phơi nắng hơn 1 giờ mỗi ngày vào mùa hè có thể giảm nguy cơ ung thư vú so với những người dành ít hơn 1 giờ dưới ánh nắng mặt trời mỗi ngày vào mùa hè. Những người dành hơn 1 giờ dưới ánh nắng mặt trời mỗi ngày giảm 16% nguy cơ ung thư vú. Những người dành hơn 2 giờ giảm 17% nguy cơ ung thư vú. Kết luận này áp dụng cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi nhưng hiệu quả rõ rệt hơn khi còn trẻ. Dữ liệu cho thấy nguy cơ ung thư vú giảm ít nhất 17% khi bạn phơi nắng khi còn trẻ. Khi bạn trên 45 tuổi, xác suất giảm nguy cơ giảm xuống còn khoảng 3%. Hai nghiên cứu được công bố trước đây bởi Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ có thể giải thích một số lý do. Nó đã chứng minh rằng bổ sung đủ vitamin D có thể làm giảm tỷ lệ mắc ung thư vú một cách hiệu quả và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là cách hiệu quả nhất để bổ sung vitamin D. Lượng vitamin D hàng ngày của cơ thể từ thực phẩm nói chung chỉ chiếm 5% đến 10%. Mặc dù vitamin D cũng có thể được thu nhận thông qua thực phẩm và chất bổ sung, nhưng thực phẩm bổ sung không thể làm giảm nguy cơ ung thư vú khi không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nghiên cứu tin rằng tác dụng phòng ngừa của phơi nắng đối với ung thư vú là không thể thay thế. Các chuyên gia cho rằng các lý do có thể khác là khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ cải thiện tâm trạng. Điều này có liên quan đến việc ngăn ngừa sự phát triển của khối u. Khi phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, việc tiết ra melatonin bị giảm đi có thể cải thiện tâm trạng của con người, do đó nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể và ngược lại. Ví dụ, tỷ lệ tự tử cao của cư dân ở các nước Bắc Âu như Phần Lan và Na Uy có liên quan nhiều đến việc mọi người không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài. Ngoài ra, việc tiếp xúc nhiều hơn với ánh nắng mặt trời cũng đồng nghĩa với việc dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động ngoài trời, tránh những thói quen xấu như sống trong nhà và ngồi lâu. Lối sống lành mạnh này cũng rất hữu ích cho việc ngăn ngừa sự hình thành các khối u ung thư. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là một tiêu chí để tăng tuổi thọ. Khoảng thời gian ở dưới ánh nắng mặt trời có quan hệ mật thiết với thời gian sống. Trong một cuộc khảo sát do Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện, các nhà nghiên cứu đã tính toán dữ liệu tử vong trong các tháng khác nhau ở các bán cầu Bắc và Nam và các khu vực xích đạo. Trong đó, thời kỳ tử vong thấp nhất ở bán cầu Bắc và Nam là mùa hè, trong khi khu vực xích đạo tương đối ổn định. Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng điều này có mối quan hệ nhất định với nhiều ánh sáng mặt trời. Năm 2011, một nghiên cứu của Thụy Điển cho thấy bức xạ tia cực tím từ mặt trời có liên quan đến việc giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch và mạch máu não. Và những người không bị cháy nắng có tỷ lệ tử vong cao hơn những người đã bị cháy nắng. Một nghiên cứu kéo dài 20 năm được công bố vào năm 2018 cũng cho thấy rằng có mối quan hệ nghịch đảo mạnh mẽ giữa phơi nắng và tử vong do mọi nguyên nhân. Phơi nắng càng nhiều, tỷ lệ tử vong càng thấp. Kết luận trên rằng phơi nắng có thể khiến bạn sống lâu hơn cũng có thể áp dụng cho những bệnh nhân ung thư da là nạn nhân của ánh nắng mặt trời. Năm 2013, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dịch tễ học quốc tế cho thấy việc mắc bệnh u hắc tố ác tính ở da không ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ của mỗi người. Ngược lại, bệnh ung thư da là do gãy xương hông, đau tim hoặc các lý do khác.
nguy cơ tử vong thấp hơn đáng kể. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng do bệnh ung thư da thường do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời, nên kết quả này gián tiếp chỉ ra tác dụng có lợi của việc phơi nắng đối với sức khỏe. Giống như đồng tiền có hai mặt, phơi nắng có thể làm tăng nguy cơ ung thư da, nhưng cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc tới 10 loại ung thư khác, đồng thời giảm khả năng mắc bệnh tim và tiểu đường. Dương khí là huyết mạch, sự sống của con người. Y học cổ đại Trung Quốc từ lâu đã ghi lại mối quan hệ giữa mặt trời và sức khỏe của con người. Ví dụ, trong cuốn sách Đông y nổi tiếng, Hoàng đế Nội Kinh viết vào thời Chiến Quốc rất chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe của bản thân. Nhấn mạnh rằng lịch sinh hoạt giữa công việc và nghỉ ngơi của con người nên được sắp xếp theo quy luật lên xuống của mặt trời sẽ giúp nuôi dưỡng thể chất và tinh thần. Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng dương khí là huyết mạch của con người, là mạch của vận mệnh, và mặt trời là nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp của dương khí. Một tiến sĩ sức khỏe cho biết cơ thể có thể chống chọi được với các cuộc tấn công từ bên ngoài hay không và các chức năng khác nhau có thể hoạt động bình thường hay không là dựa vào việc có đủ dương hay không. Điều căn bản nhất của điều này là gợi ý rằng hầu hết mọi người nên tắm nắng. Đầu tiên, tắm nắng cho vùng lưng. Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng vùng bụng của cơ thể là âm, lưng là dương, lưng là nơi lưu thông kinh mạch. Vì vậy, phơi nắng vùng lưng có thể nâng cao dương khí, điều hòa nội tạng, nâng cao khả năng chống đỡ bệnh tật của cơ thể. Huyệt của kinh lạc bàng quang đầy đủ và ngũ tạng cũng ở phía sau. Ánh nắng ấm áp sẽ kích thích các huyệt đạo trên cơ thể, có thể đẩy nhanh quá trình lưu thông máu, kích thích các cơ quan nội tạng tương ứng, tiêu tan lạnh lẽo ứ động trong cơ thể, kéo dài tuổi thọ. Tiếp theo, tắm nắng cho vùng bụng. Bụng là cung điện của nội tạng, là nguồn sinh khí của âm dương khí huyết. Vì vậy, tắm nắng vùng bụng giúp làm ấm nội tạng, làm ấm và bổ sung nguyên khí, tăng cường dương khí cho cơ thể. Ngoài ra, bụng là nơi trú ngụ của lá lách và dạ dày. Sau khi phơi nắng, có thể làm tăng dương khí của lá lách và dạ dày, đặc biệt là vào mùa hè, khí và huyết nổi ra bên ngoài, khí trong lá lách và dạ dày tương đối yếu. Nó đặc biệt thích hợp cho người già bị thiếu hụt tinh khí, bổ huyết. Thứ ba, tắm nắng cho vùng chân, tay. Đông y quan niệm cơ thể con người vận hành dựa trên nguyên lý, nhiệt độ ấm áp thì vận hành, nhiệt độ lạnh lẽo thì tắc nghẽn. Nếu dương khí của cơ thể không đủ thì khí huyết ở chân tay dễ bị ngưng trệ. Thường xuyên cho chân tay tiếp xúc với ánh mặt trời có thể giúp xua tan lạnh và tăng cường chức năng của xương khớp. Thưa quý vị, tắm nắng đúng cách thường xuyên có thể giúp chúng ta đẩy lùi nguy cơ mắc ung thư vú và kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc phơi nắng liên tục cũng có thể gây hại cho da. Chính vì vậy, nếu bạn lo lắng về việc da bị lão hóa hoặc tăng nguy cơ ung thư da, đồng thời cũng muốn tận hưởng đầy đủ những lợi ích sức khỏe của ánh nắng mặt trời, bạn có thể áp dụng phương pháp sau đây để giảm thiểu những tác dụng phụ ảnh hưởng. Hãy cùng tiếp tục tìm hiểu trong phần cuối của video ngày hôm nay quý vị nhé. Nguyên tắc thứ nhất, tránh thời điểm tia cực tím mạnh nhất. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng tắm nắng đúng cách nên chọn đúng thời điểm dựa vào chu kỳ của mặt trời. Ví dụ, vào mùa đông, thời gian nắng ngắn, cường độ tia cực tím yếu nên có thể chọn phơi vào buổi trưa. Mùa hè nếu tia cực tím quá mạnh nên chọn phơi buổi sáng và chiều tối. Nếu bạn muốn tìm thời điểm thích hợp nhất để phơi mình dưới ánh nắng mặt trời trong ngày, thì cách tốt nhất là xem độ dài của bóng. Khi bóng của bạn cao gấp đôi chiều dài của bạn trở lên, chỉ số UV là an toàn nhất và bạn không cần bảo vệ khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nên tắm nắng càng sớm càng tốt, khoảng thời gian vàng là 6-7 giờ sáng và 6-7 giờ chiều vào mùa hè. Mùa đông có thể từ 7-8 giờ và buổi chiều là 4-6 giờ bởi thời gian này sẽ không khiến làn da bị sạm đen, nám hay tàn nhang. Sau khi tắm nắng, bạn nên uống một chút nước để bổ sung. Chỉ nên tắm nắng sau 4 giờ chiều vì thời gian này mặt trời bắt đầu lặn, cường độ tia cực tím cũng yếu hơn. Bên cạnh đó, việc hoạt động thể chất vào thời gian này sẽ giúp bạn tránh được hiện tượng sốc nhiệt, mất quá nhiều nước, mệt mỏi, v.v. Nguyên tắc thứ hai, đi ra ngoài để tắm nắng. Lợi ích sức khỏe của việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là một tác động toàn diện, tức là sự chồng chất của việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và các hoạt động ngoài trời. Ngoài việc giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, các hoạt động ngoài trời cũng có thể cải thiện tâm trạng là một phần quan trọng để duy trì sức khỏe. Nguyên tắc thứ ba, ăn nhiều trái cây và rau quả sau khi phơi nắng. Trái cây và rau quả rất giàu vitamin C. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng việc bổ sung vitamin C có thể ức chế sản xuất melanin và ngăn ngừa cháy nắng. Nguyên tắc thứ tư, bổ sung vitamin B3.
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học New England vào năm 2015 cho thấy rằng vitamin B3 đường uống có thể làm giảm nguy cơ ung thư da không sắc tố mới và dày sừng hoạt hóa ở những bệnh nhân có nguy cơ cao. Sau khi phơi nắng, nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin B3 như là gan động vật, ức gà, cá hồi, thịt lợn, bơ, nấm, v.v. Nguyên tắc thứ 5. Chú ý chống nắng đúng cách. Các chuyên gia nhắc nhở rằng những người sống ở các khu vực có độ cao và những người lâu nay làm việc ngoài trời phải chú ý đến việc chống nắng. Ra biển tắm nắng đồng nghĩa với việc tiếp nhận nhiều ánh nắng trong thời gian ngắn, dễ khiến da bị bắt nắng, vì vậy bạn nên chống nắng thật tốt. Bệnh nhân nhạy cảm với ánh sáng và những người đang dùng thuốc nhạy cảm với ánh sáng như là sulfonamide và quinolone tốt nhất nên bôi kem chống nắng nghiêm ngặt. Cuối cùng, các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc tiếp xúc nhiều hơn với ánh nắng mặt trời thể hiện một lối sống năng động, cởi mở và có nhiều ánh nắng sẽ đóng vai trò rất tích cực trong việc phòng ngừa và điều trị nhiều bệnh. Thứ 6. Những đối tượng không nên tắm nắng. Những người bị viêm da. Những người phát triển viêm da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể gây ra mụn nước và ngứa. Phản ứng này có thể thoáng qua gây ra bởi một số yếu tố, nhưng đôi khi nó trở thành mãn tính. Viêm da quang hóa bị kích thích bởi cháy nắng có thể xuất hiện do sử dụng thuốc như là kháng sinh. Và như vậy, nếu một người uống thuốc kháng sinh và đi tắm nắng, da có thể bị bong tróc. Ngoài ra, một nhóm riêng biệt không được khuyến khích để tắm nắng bao gồm những người có làn da rất trắng và những người có nhiều nốt ruồi đen. Chuyên gia cảnh báo rằng việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đối với những người này có liên quan đến tăng nguy cơ ung thư da. Nếu có bất kỳ thay đổi nào xuất hiện dưới da dưới ánh nắng mặt trời, nóng rát, ngứa thì đây là lý do nghiêm trọng để đến bác sĩ da liễu và cần phải tránh ánh nắng mặt trời ngay bạn nhé. Quý vị thân mến, như vậy là có thể thấy tắm nắng rất có lợi cho sức khỏe tổng thể của chúng ta, giúp ngăn ngừa bệnh tật hiệu quả. Chính vì vậy mà quý vị hãy ghi nhớ những lưu ý khi tắm nắng để tận dụng hết những lợi ích tuyệt vời mà việc làm này mang lại nhé. Chúc quý vị thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.